Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt hai lầu. Căn nhà này đang tọa lạc ở khu Thế Nhật 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đây là vị trí của căn nhà. Căn nhà này mới 100%, mới hoàn thiện, chủ đang có nhu cầu bán cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu ha. Thì căn nhà này diện tích bề ngang 4 x 10, 40 m², pháp lý là hộ cư sổ hồng. Thì sử dụng một trệt hai lầu là tổng diện tích là 127 m². Nhà kiểu mới rất là đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu căn nhà mới tại trung tâm thành phố Cần Thơ thì mình đến xem tham khảo căn này. Đường số 26, số nhà 34B, khu vực An Khánh. Đường lộ giới trước nhà là đường 12 m, lộ thì 6 m, lề mỗi bên 3 m, tổng con đường 12 m. Cách chợ An Khánh đâu đó tầm khoảng chừng 150 m, cách Đại học Y Dược khoảng 500 m là tới Đại học Y Dược. Quay về hướng này thì hướng Tây Nam, đường rất là thông thoáng. Khu vực này thì nhà cửa rất là đông đúc, thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu một cái nhà một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet thì xem tham khảo căn này ha. Cửa trước nhà là cửa 4 cánh kiến cường lực. Ở tầng trệt thì có một không gian phòng khách và một không gian nhà bếp ở tầng trệt. Thì căn nhà này đang dán gạch lên 1 m 2. Không gian phòng khách thì cũng nhà này thì nhà trống nha, không có trang trí cầu kỳ quá. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu thì đến coi thực tế căn nhà này. Không gian bếp thì có kệ bếp âm tường. Nhà này đang trong giai đoạn hoàn thiện nha, đã hoàn thiện chuẩn bị lau chùi là giao bàn giao nhà. Thì quý cô chú anh chị em mình muốn sắm nhà ăn Tết xem tham khảo căn này. Ở dưới dạ cầu thang là nhà vệ sinh. Quay về hướng này thì hướng Tây Nam, diện tích bề ngang 4 x 10, 40 m², tổng diện tích là một trệt hai lầu là 127 m², 4 phòng ngủ, 3 toilet, cửa gỗ căm xe. Giá bán dao động là 3 tỷ 880 triệu sở hữu ngay một căn nhà một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet tại cặp sát bên chợ An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì trên đây phòng ngủ thì cũng rất là rộng rãi thoải mái. Tầng trệt, tầng 1 thì có 2 phòng ngủ. Thì mỗi tầng thì dán gạch lên 1 m 2 hết ha. Trên trần thì cũng có đóng trần hoa văn đồ rất là đẹp. Đây là nhà vệ sinh ở tầng 1 ha. Phòng ngủ phía trước có đi đâu ống lạnh đồ sẵn chân, chưa gắn máy lạnh ha. Ở phía trước thì có ban công ở phía trước. Nhà cửa khu này rất là đông đúc luôn. Mà quý chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu, thì tham khảo trên lầu thì giá chủ mong muốn chỉ có bán là 3 tỷ 880 triệu, 3 tỷ 880 triệu sở hữu ngay một căn nhà một trệt một lầu hai lầu, một trệt hai lầu. Đây thì phòng này có cửa sổ ở phía sau lấy ánh sáng sau, lấy gió đồ được luôn ha. Bán kính trong vòng 500 m thì đầy đủ tiện ích hết, trường cấp 1, cấp 2, trường mẫu giáo, cấp trường cấp 3, Đại học Y Dược thì sát bên này hết. Thì đây thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ thì đầy đủ tiện công năng, tiềm năng hết trơn ha.
một chợt hai lầu rất là rộng rãi thoải mái luôn. Gia đình mình có chừng từ 4 tới 8 thành viên, ở căn nhà này cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đây là phía trước của căn nhà, đây là lộ ở phía nhà. Nhà cửa khu này thì khích gịch hết trơn. Thì khu chợ là nó nằm ở góc bên đây ha, cách chừng 150 mét là tới chợ An Khánh à. Đây là phía ngoài trước của căn nhà trên lầu 2. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040 để quý cô chú anh chị em đi coi, khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Thì dãy này thì nó có 3 căn. Căn này là một trệt 2 lầu, còn 2 căn kế bên là một trệt 1 lầu. Thì mỗi căn kia giá cũng bề ngang 4, chiều dài 10, một trệt 1 lầu, 80 mét vuông sử dụng tổng diện tích. Giá bán dao động khoảng 3 tỷ 380, sở hữu ngay một trệt 1 lầu. Còn căn này một trệt 2 lầu thì giá 3 tỷ 880 triệu, sở hữu nha. Số điện thoại để dẫn quý cô chú anh chị em mình xem nhà thì số điện thoại 0396400040. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ. Thì để chạy từ đây chạy lại chợ An Khánh cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Thì nhà này đang trong hoàn thiện hết, chuẩn bị giao nhà, lau chùi lại là giao nhà nha. Lau chùi lại là giao nhà. Đó, quay về hướng này, hướng Tây Nam. Giá 3 tỷ 880 triệu là sở hữu ngay một căn nhà một trệt 2 lầu, trung tâm thành phố Cần Thơ. Để đóng cửa lại sẽ chạy một đoạn cho quý cô chú anh chị em xem ha. Đây căn nhà bên đây thì một trệt một lầu hai phòng ngủ, thì giá bán dao động là 3 tỷ 380, sẽ sở hữu ngay, có tặng chiếc SH luôn, SH mo luôn. Còn căn bên đây cũng một trệt một lầu, cũng 3 tỷ 880, sở hữu ngay. Đây có tặng chiếc xe trong đây cho quý cô chú anh chị em xem luôn nè. Tặng chiếc SH mo. Đó, mua nhà tặng xe luôn. 3 tỷ 880 sở hữu ngay. Còn căn 3 tỷ 380 nó lộn. Còn căn này em căn một trệt 2 lầu này mỹ là 3 tỷ 800 80 triệu sở hữu ngay nè. Đó, một trệt 2 lầu rất là sang trọng, mẫu này cũng mới luôn, Tây Âu. Từ vị trí này sẽ chạy lại vị trí chợ cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Thì chạy thẳng lại đây là ngày tới ngay cái khu chợ An Khánh luôn. Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mẫu giáo đầy đủ luôn. Đại học Y Dược cũng cách sát bên cỡ 500m là tới. Đường này là đường số 26 ha. Cửa hai bên kính gần hết trơn.
Rồi đây là cái khu chợ An Khánh. Đây chợ An Khánh ha. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Cảm ơn rất nhiều.